Nhận định bóng đá Hải Phòng với Nam Định, 18 giờ ngày 23 tháng 1, vòng 2 V-League 2021. Cuộc đối đầu giữa Hải Phòng với Nam Định hứa hẹn sẽ mang đến hình ảnh rực lửa cả trên khán đài lẫn trong sân sau khởi đầu không thể ấn tượng hơn của hai đội. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Có nằm mơ, cổ động viên Nam Định cũng không thể ngờ rằng đội bóng của họ có thể làm nhục Hà Nội đến 3 bàn không gỡ dù có lợi thế sân nhà. Ấy vậy mà sự thực tưởng chừng như không thể lại xảy đến trên sân Thiên Trường, khiến cho mọi giới đều cảm thấy sốc. Hải Phòng mùa trước cũng phải chật vật mới trụ hạng nên một điểm trong chuyến làm khách trên sân Viettel có lẽ cũng là mỹ mãn đối với thầy trò ông Phạm Anh Tuấn. Nhưng đội bóng đất cảng đã làm được nhiều hơn thế khi quật ngã nhà DKVD, mang đến cảm giác như mơ cho người xem bóng đá. Hẳn nhiên, sẽ không cần nói nhiều về sự hưng phấn của Nam Định và Hải Phòng sau khi lần lượt buộc nhà DKVD Cúp Quốc gia và DKVD 5 Lynch phải nhận thất bại ê chề. Chắc chắn, chiến thắng ngoài sức tưởng tượng ấy là liều đầu tinh mạnh mẽ để hai đội bóng này nhập cuộc với tinh thần thoải mái, qua đó có thể cống hiến cho khán giả một trận cầu rực lửa. Ở mùa giải này, Nam Định dường như đã tìm được sự cân đối cả về lực lượng ngoại binh lẫn nội binh. Trong đó, các cầu thủ ngoại quốc đã gieo niềm tin tích cực về một tương lai tươi sáng khi Ramos lẫn Rodrigo đều để lại dấu ấn trong ngày đầu ra quân bằng những bàn thắng. Trong lúc đó, Hải Phòng trở lại bản năng cũ khi tái hợp với bộ đôi Fagan và Lynch. Nếu có bóng, các cầu thủ nội chỉ cần phất dài cho hai chân sút ngoại này là đủ để sinh chuyện cho hàng thủ đối phương. Trong trận đấu với Viettel, Hải Phòng còn chưa sử dụng hết mức tiền đạo ngoại Diego Silva. Nhưng khi tiếp Nam Định trên sân nhà, họ chắc chắn sẽ sử dụng bộ ba mũi giáp công ngoại nên sức mạnh hứa hẹn sẽ trở nên đáng sợ hơn. Trong cuộc đối đầu này, Hải Phòng mất trung vệ Văn Hạnh còn Nam Định không có sự phục vụ của tiền vệ Văn Trường do án kỷ luật nguội. Xem ra, việc Văn Hạnh bị trèo giò không ảnh hưởng mấy đến Hải Phòng khi ở trận vừa qua. Trung vệ này không xuất phát ở đội hình chính, nhưng với Nam Định, việc vắng Văn Trường quả là bài toán không dễ tìm lời giải. Năm ngoái, Hải Phòng đã thắng Nam Định cả hai lần đối đầu. Tại Lạch Tray, đội bóng đất cảng càng có nhiều lợi thế hơn trong cuộc đối đầu tới nhờ khán giả nhà, sân nhà. Nhìn tổng thể, chất lượng đội hình của Hải Phòng cũng được đánh giá nhỉnh hơn nên nếu chủ nhà thắng trận cũng không phải là bất ngờ. Dự đoán Hải Phòng với Nam Định 2-1.